Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của Real Sun. Và ngày hôm nay cùng mình làm một video về cách xử lý parity trên Square One một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Ok, chúng ta sẽ bước video thôi. Các bạn có thể tham khảo qua các sản phẩm Rubik tại website rubikstore.vn và mình sẽ để link ở bên dưới phần mô tả nhé. Ok, cái cách mà xử lý parity này thì nó sẽ không dùng kiểu là quá nhiều công thức mới, mà bạn sẽ dùng những công thức căn bản nhất của parity như chéo hai cạnh chéo, chéo hai cạnh đối. Chúng ta sẽ bước đến trường hợp parity đầu tiên. Ok, chúng ta cùng đến với trường hợp parity đầu tiên. Công thức thì mình sẽ để trên đây. Và đây là cách mình làm. Ok, đến với trường hợp tiếp theo là trường hợp của hai cạnh đối. Ok, thì đây là cái parity tiếp theo. Đây là parity chữ V kép. Sẽ hoán theo như kiểu này, nó sẽ không như chữ Z. Chữ Z nó sẽ hoán như này, sẽ hoán hai viên này, nhưng ở đây nó sẽ là hoán như này, nó sẽ theo chiều kim đồng hồ. Ok, tiếp theo là trường hợp ngược chiều kim đồng hồ. Thì trường hợp này các bạn thì thấy cũng là chữ V kép nhưng là ngược chiều kim đồng hồ nhé. Nó sẽ đi như này. Sau. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với trường hợp như này. Cái trường hợp này nó sẽ là hoán cạnh này. Nó sẽ là kiểu từ lúc tung rồi đấy. Các bạn làm PL chữ U. Ok, thì video này ấy, mình chỉ đề cập có những cái parity như vậy thôi. Nhưng mà nếu mà nó vẫn còn nhiều nữa cơ. Nhưng mà nếu mà mình có điều kiện thì mình cũng sẽ làm cho các bạn về phần 2, về cách những cái cách xử lý parity khác nó hay hơn. Đấy. Thì nếu các bạn thấy hay thì nhớ like và share cho video lần này của mình. Và các bạn có ý kiến gì thì các bạn cứ comment ở phía dưới. Chúng mình sẽ đọc và chúng mình sẽ nghiên cứu để làm cho các bạn nhé. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.